Thưa quý vị, sáng nay đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh ủy Hải Dương về tình hình quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân phục vụ nhiệm vụ ổn định chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương. Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương thường xuyên phối hợp trao đổi để thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tích cực. Nổi bật đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm kiềm chế kéo giảm tội phạm, không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động lộng hành, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đều đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Trong triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ, Hải Dương là đơn vị đầu tiên trên cả nước hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn 47 ngày về cấp căn cước công dân do Bộ Công an giao và được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Đặc biệt đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, sớm phê duyệt đề án và ban hành nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh Hải Dương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương luôn quan tâm hỗ trợ tối đa trang thiết bị, cơ sở vật chất cho lực lượng công an nhân dân. Lộ trình đến năm 2025 sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng 100% trụ sở công an xã, thị trấn. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung tham luận, thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, trao đổi một số nội dung biện pháp tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đề ra các giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới. Cảm ơn sự quan tâm phối hợp trong lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sự phối hợp thường xuyên thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị tỉnh ủy Hải Dương tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và quyết định số 90 của Ban Bí thư, đồng thời tiếp tục quan tâm hỗ trợ về chế độ chính sách, cơ sở vật chất cho lực lượng công an cơ sở, lực lượng trực tiếp chiến đấu. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tỉnh ủy Hải Dương đặc biệt chú trọng quan tâm phối hợp lãnh đạo chỉ đạo trong công tác bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc mà triển khai nghị quyết 12, các đồng chí đã làm tốt rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp để lãnh đạo xây dựng cái đội ngũ cán bộ công an tỉnh Hải Dương. Cái thứ hai là trong đấu tranh phòng chống tội phạm, làm sao cái mục tiêu là xây dựng một xã hội không tội phạm, không ma túy, lấy địa bàn từng phường xã lên. Xã nào có tội phạm, xã nào nguy hiểm với nó, tập trung lực lượng. Đấy, xóa bỏ băng nhóm tội phạm, không có đất để cho bọn tội phạm này đứng chân hoạt động. Nếu mà xã nào cũng không tội phạm thì huyện đương nhiên là phải không tội phạm. Huyện mà không thế thì cả tỉnh không. Cứ từ phường xã, cứ từ đơn giản, không chỉ làm. Hiện nay chỉ ra bao nhiêu xã trọng điểm, trọng tâm này, bao nhiêu xã còn tội phạm có tổ chức, mà công an kiên quyết phải không được để tội phạm tổ chức hình thành. Cái thứ ba là phải nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Vừa phải quản lý vào cái việc đó nhưng mà phải cải cách hành chính, lấy mục tiêu phục vụ người dân, mà trực tiếp với người dân. Đấy, về xã là phục vụ nhân dân, giải quyết mọi yêu cầu của dân. Về những kiến nghị đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an giao các cơ quan chức năng của Bộ nghiên cứu đánh giá từng nội dung cụ thể, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, xem xét quyết định theo thẩm quyền. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Cùng dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ và Công an thành phố Hà Nội, các vận động viên, huấn luyện viên câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể dục thể thao trong lực lượng công an nhân dân, trong đó phát triển câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội theo hướng chuyên nghiệp được quan tâm đầu tư. Đến thời điểm hiện tại của mùa giải vô địch quốc gia V-League 2023, câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội đã giành được nhiều kết quả xuất sắc và hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng. Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng với sự nỗ lực, cố gắng, câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong mùa giải vô địch quốc gia V-League 2023. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị ban huấn luyện, các cầu thủ tiếp tục giữ vững truyền thống, phong cách bóng đá hiện đại, đẹp mắt, giữ được trọn vẹn tình yêu, niềm tin người hâm mộ với đội bóng Công an Hà Nội, đồng thời chia sẻ lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố và Công an thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất để ban huấn luyện, cầu thủ, tập thể đội bóng tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu đội bóng đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban. Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương. Trung tướng Lê Tấn Tới nêu rõ, tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân. Luật này đã bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng, đồng thời tiếp tục giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong luật này. Do đó, phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội được tổ chức để thẩm tra dự thảo nghị quyết nêu trên. Mục đích của việc sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng để thực hiện phong thăng cấp bậc hàm thiếu tướng Công an Nhân dân, đảm bảo sự đồng bộ thống nhất trong luật Công an Nhân dân, thể chế hóa quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Báo cáo thẩm tra cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết với những lý do như đã nêu trong tờ trình của Chính phủ. Dự thảo nghị quyết được xây dựng tuân thủ quy định, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến xem xét thông qua. Qua thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí cao với sự cần thiết ban hành nghị quyết cũng như bố cục nội dung dự thảo nghị quyết, góp ý một số vấn đề về mặt kỹ thuật lập pháp. Trung tướng Lê Tấn Tới kết luận phiên họp, khẳng định Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội sẽ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Hôm qua, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đây là địa phương được chọn làm điểm để tổ chức ngày hội. Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, hiện nay toàn tỉnh đang duy trì 44 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đã được nhân rộng ra 570 mô hình khác nhau, 957 tổ dân phòng với gần 10.000 đội viên và hơn 3.000 tổ tự quản về bảo vệ an ninh trật tự được hình thành tại các thôn, tổ, gia đình, dòng họ, cụm dân cư. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được các cấp trao tặng bằng khen, giấy khen và kỷ niệm chương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại ngày hội cũng đã phát động phong trào toàn dân thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua bản giao ước thi đua về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ký kết giao ước thi đua giữa các bản. Thưa quý vị, những đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ hay có gia cảnh đặc biệt khó khăn, giờ đây không chỉ được nuôi dưỡng về thể chất mà còn cả về tâm hồn, được sống trong môi trường tràn đầy tình yêu thương, trách nhiệm và được định hướng đúng đắn, chuẩn mực về nhân cách. Trong chuyến công tác lên vùng cao vừa qua, phóng viên chúng tôi đã có ghi nhận về một mô hình đặc biệt mang tên Những đứa con nuôi của Công an Sơn La. Từ 4 cô bé, cậu bé, sau 1 năm khi Công an tỉnh Sơn La tiến hành rà soát, ngôi nhà chung của con nuôi Công an Sơn La giờ đã lên tới 23 thành viên. Đây đều là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, không có người nuôi dưỡng, bảo hộ, sống lang thang hoặc không có nhà cửa do cha mẹ mất sớm, nghiện ma túy, đang chấp hành án phạt tù, bỏ rơi trên địa bàn toàn tỉnh. Bạn lớn nhất 16 tuổi và bé nhất là 7 tuổi.
tập trung lại tất cả các con, mỗi con một hoàn cảnh. Mình tập trung về đây để làm một cái gia đình lớn, lại được sự bao bọc của các cô, các chú công an. Tôi ở công tác ở công an tỉnh nhưng mà không thành lập gia đình. Ở một mình thì mới có điều kiện để mà ở đây cùng với các con. Khi mà mới nhận các bạn người Thái với người Mường ấy, thì các bạn ấy còn biết tiếng Kinh nhiều. Nhưng mà những bạn người Mông ấy thì là giao tiếp với mình rất là khó. Là chúng tôi phải nhờ các chú nghĩa vụ là người Mông ấy, để cho con hiểu mình đang hỏi cái gì. Đấy, thì mất khoảng 2 tháng đầu là các con trông chênh cái tư tưởng. Xong là mình cứ phải đi làm động tác tư tưởng từng bạn một, mỗi bạn có một cái suy nghĩ khác nhau. Từ cái chăm sóc, từ cái đi học, thì nhiều lúc các con ốm nhá. Tôi là người gọi là đi mua từng viên thuốc nhỏ để xem các con ốm đau như nào, sốt xiếc như nào. Là mình phải, đêm hôm mình vẫn phải lo. Khi mà đã nhận cái công việc này rồi, tôi bảo là thôi, cũng xem các con như là con của mình đi. Mình xem như thế đi, để rồi mình chăm lo cho các con, để các con được cảm nhận được cái tình thương. Thứ nhất được sự phân công cho phép của đơn vị, và thứ hai là của các mẹ ở đây thì là cần mọi em sang trợ giúp về những vấn đề là bất đồng ngôn ngữ này và những phương pháp huấn luyện về thể lực và học tập, thì mọi em sẵn sàng sang hỗ trợ các mẹ. Thì em cũng mong muốn là trở thành một người anh nuôi để giảm bớt những gánh nặng cho những mẹ ở đây, để giúp đỡ và để giúp các bạn trưởng thành hơn và có thể trở thành người có ích cho xã hội. Trong thời gian vừa qua thì Hội Phụ Nữ Công an tỉnh chúng tôi cũng đã giao cho Hội Phụ Nữ các cơ sở cử các đồng chí cán bộ hội viên thường xuyên vào đây phối hợp cùng với cán bộ trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng hỗ trợ cho các cháu. Từ năm 2021 khi mà tiếp nhận các cháu về đây thì kinh phí nuôi dưỡng các cháu là hoàn toàn từ xã hội hóa, từ sự ủng hộ hỗ trợ của các cơ quan đơn vị, rồi là các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn trong tỉnh và ngoài tỉnh cũng đã, khi mà biết là có cái chương trình chăm sóc nuôi dưỡng các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của công an tỉnh thì đã gửi kinh phí về ủng hộ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã đề xuất đồng chí trưởng ban chỉ đạo đề án phê duyệt cho phép là một năm thì sẽ phát động cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng, thiếu tá thì ủng hộ 100.000, cấp úy thì là ủng hộ 50.000 đồng trên một đồng chí để hỗ trợ cho nguồn kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng các cháu. Ở quê thì là con ở với bà ngoại, là gia đình của con là rất là khó khăn. Ở nhà con thiếu tình cảm yêu thương của cha mẹ, lên đây con được cảm nhận được tình cảm yêu thương của các mẹ như các cô, các chú công an là người mẹ, cha người mẹ thứ hai của con. Các mẹ đây đối xử với các con là yêu thương, quan tâm và chăm sóc bọn con từng chút một ạ. Con cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc được coi như đây là ngôi nhà thứ hai của tụi con. Đang học tập tại trường quân sự quân khu 2 ở Vĩnh Phúc, Vàng A Vừ đã trốn khỏi doanh trại rồi di chuyển đến Thanh Hóa. Khi bị công an phát hiện, đối tượng lợi dụng sơ hở tiếp tục bỏ trốn ra Hà Nội. Trước đó vào ngày 5 tháng 7, quân nhân Vàng A Vừ sinh năm 2003, trú tại bản Đề Chia B, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, học tập tại trường quân sự quân khu 2, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã trốn khỏi doanh trại. Đến ngày 14 tháng 7, lực lượng chức năng phát hiện Vừ tại khu vực xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, nên đã mời Vừ vào trụ sở làm việc. Tuy nhiên, trong thời gian chờ cán bộ trường quân sự quân khu 2 đến nhận bàn giao, Vừ đã lợi dụng sơ hở, tiếp tục bỏ trốn. Đến 21 giờ ngày 7 tháng 8, công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với công an phường Tây Mỗ, Nam Tử Liêm, Hà Nội phát hiện và bắt giữ Vàng A Vừ khi Vừ đang lẩn trốn tại một khu đô thị tại thành phố Hà Nội. Cơ quan chức năng đã thông báo cho trưởng quân sự quân khu 2 đến nhận quân nhân đảo ngũ Vàng A Vừ theo quy định. Hôm nay, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Triều, quê ở tỉnh Thái Bình, để điều tra về hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức. Theo điều tra, vào khoảng đầu tháng 6 vừa qua, Nguyễn Văn Triều lên mạng xã hội tìm mua các thiết bị và vật liệu có liên quan rồi thuê phòng trọ tại phường An Bình, thành phố Dĩ An để làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Khi có người đặt làm giả các loại giấy tờ nào thì Triều yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, sau đó làm ra tài liệu giả rồi thuê xe ôm đi giao cho khách. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thành phố Dĩ An thu giữ nhiều loại máy in màu, máy ép nhựa, máy in thẻ nhựa PET cùng hàng trăm con dấu, tài liệu, giấy tờ giả của cơ quan tổ chức đã làm thành phẩm và nhiều phôi thẻ chưa in nội dung.
Mưa lũ trong những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của người dân tại một số địa phương trên cả nước. Các tỉnh đang nỗ lực huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại tỉnh Lào Cai, mưa lũ đã làm một người chết tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, 104 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 195,5 hecta lúa, ngô, hoa màu bị ngập, hư hại nhiều công trình thủy lợi, công trình cấp nước ở các địa phương. Điển hình như sáng ngày 8 tháng 8, sự cố vỡ ống cống thoát nước xả tràn của hồ thải Quạng Đuôi, nhà máy tuyển đồng Tà Phời thuộc công ty cổ phần đồng Tà Phời Vinacomin Lào Cai đã khiến hàng chục nhà dân ngập trong nước, nhiều tài sản, hoa màu, vật nuôi bị nước cuốn trôi. Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét đánh, lũ quét có thể xảy ra. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, mưa lũ gây sạt lở đất làm hư hại nhiều nhà cửa của người dân, làm gãy và cuốn trôi 3 cột điện 35 kW, khiến toàn huyện mất điện đến nay chưa có. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái đã thành lập 3 tổ công tác xuống xã Khao Mang và xã Hồ Bốn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Đối với sự cố sụt lún, sạt trượt đất tại khu vực thi công hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và hơn 50.000 m2 đất sản xuất của người dân, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo UBND huyện Lâm Hà và chủ đầu tư công trình trước mắt là giải quyết nhu cầu đường đi, điện sinh hoạt cho khoảng 50 hộ dân đang sinh sống tại khu vực này. Ngày 8 tháng 8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị tỉnh cần hoàn thành khoan thăm dò tại 15 điểm, đưa ra giải pháp phù hợp, làm chậm lại sự di chuyển của khối trượt. Trước tình hình sạt lở, sụt trượt nghiêm trọng và diễn biến phức tạp tại một số địa phương, hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục đối với 3 công trình khu vực. Ba công trình khu vực này bao gồm hồ chứa nước Đắk Nơ Tinh, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long, đường Hồ Chí Minh tại km 1900+350, đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, khu vực sạt trượt ở Bon Bu Prang và Bon Bu Prang 1A, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Để ứng phó với thiên tai, Đắk Nông yêu cầu thực hiện cắm biển cảnh báo nguy hiểm đối với các công trình khu vực nêu trên, nghiêm cấm các tổ chức cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm, di rời toàn bộ các hộ dân chịu ảnh hưởng, tổ chức trực ban tại công trình 24/24 giờ, quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy hạng mục công trình để kịp thời xử lý. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Nông cũng chỉ đạo đối với hồ chứa nước Đắk Nơ Tinh phải tính toán là kịch bản vỡ đập, khảo sát, đưa ra phương án thoát nước, giảm thiểu sạt trượt đất tại vai phải công trình. Đối với đường Hồ Chí Minh, tại km 1900+350 phải tổ chức phân luồng giao thông, tập trung xử lý dòng tụ thủy giáp công trình, lên phương án thoát nước phù hợp. Đối với khu vực sạt trượt Bon Bu Prang và Bon Bu Prang 1A, xã Quảng Trực, cần hạn chế nước đổ về các vết nứt, xem xét, bố trí tái định cư cho các hộ dân di rời. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 732 ngày 8 tháng 8 năm 2023 về việc tập trung phòng chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách để đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét. Kiên quyết di rời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tổ chức hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, chỗ ở, tiếp tục rà soát kỹ, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét. Về lâu dài, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng và hoạt động xây dựng, nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm về quản lý sử dụng đất, quản lý, bảo vệ rừng, hoạt động xây dựng, khai thác, tập kết khoáng sản trái phép. Thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn người dân nhận biết nguy cơ, dấu hiệu có thể xảy ra sạt lở, lũ quét, kỹ năng ứng phó để chủ động sơ tán, di rời trước khi xảy ra sự cố. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và huy động các chuyên gia, nhà khoa học khẩn trương tổ chức nghiên cứu, đánh giá cụ thể nguyên nhân sạt lở, nguy cơ tai biến địa chất tại khu vực Tây Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 8. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các địa phương, triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình hồ đập thủy lợi, nhất là các hồ đập xung yếu, hồ đập đã xảy ra sự cố trong mưa lũ vừa qua. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiểm tra các tuyến giao thông, kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập úng sâu để có phương án chủ động đảm bảo giao thông và an toàn giao thông.
Trong công điện, Thủ tướng cũng giao nhiều nhiệm vụ cụ thể khác cho các bộ, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.